Vừa thành tiên thần con cháu cầu ta đăng cơ chương 608, Long Phượng trình tường, thái qua tò mò, hai. Nghe vậy, Bạch Long, Kim Ô lúc này mừng rỡ, đứng dậy bay ra ngoài, chúng nó sớm muốn đi nội thành dạo một vòng. Một Long một Kim Ô còn chưa bay ra Long Khởi Sơn đã phát ra thét dài, kinh động toàn thành, chúng nó không ngốc, hiểu rõ muốn dán đòn phủ đầu, để thế nhân đều biết chúng nó bay ra từ Long Khởi Sơn, miễn cho gặp phải võ giả cường đại tập kích. Bây giờ đại cảnh có thể nói là tàn long ngọa hổ, cao thủ nhiều như mây, mạnh như chúng nó cũng không thể không cẩn thận. Long kìa. Đó là phượng hoàng sao. Long phượng đều xuất hiện, đây là dấu hiệu tường thụy. Không phải phượng hoàng đâu, phượng hoàng có ba cái móng vuốt. Theo long khởi sơn bay ra, xem ra là đạo tổ nuôi. Các ngươi mau nhìn, chúng nó đang xoay quanh phía trên tông cung, đây là bảo hộ, hay muốn khu trừ ma thai từng người từng người võ giả nhảy vọt lên phía trên lầu cát từng viện nhìn ra chân long cùng kim ô xa xa phía trên tông cung long ngâm cùng ô minh quanh quẩn trong kinh thành kinh động càng ngày càng nhiều người khi bạch long kim ô xoay quanh phía trên tông cung chậm chạp không chịu rời đi còn không ngừng ngâm minh dân chúng lúc này mới ý thức được có lẽ con trai của ngọc phi cũng không phải ma thai bên trong lòng người đại cảnh đạo tổ là thiên thần bảo hộ giang sơn đại cảnh là trời xanh hắn càng như thế ra hiệu chúng sinh chúng sinh há có thể không biết. Trong lúc nhất thời, trong kinh thành càng ngày càng nhiều bách tính bắt đầu quỳ lạy Bạch Long cùng Kim Ô. Bên trong tông cung, Khương Triệt trung trung rẩy rẩy đi ra cửa lớn, nhìn Bạch Long cùng Tam Túc Kim Ô trên trời, trong lòng của hắn tràn ngập cảm động. Lão nhân gia ngài vẫn mềm lòng, đúng vậy, ngài một mực như thế nhìn như cái gì cũng không muốn quản, nhưng luôn nhịn không được. Khương Triệt tự lẩm bẩm, trên mặt đầy tươi cười, thấy an tâm trước nay chưa từng có. Hắn sắp quên đi tình thương của cha là cảnh thiên tông Nhưng hắn vẫn nhớ tổ tông yêu thương Bạch Long cùng Kim Ô xoay quanh một lúc lâu sau mới về núi Một canh giờ đầy đủ để người toàn thành đều mắt thấy tư thái thần thú của bọn chúng Việc này cấp tốc truyền ra, truyền khắp thiên hạ Long Phượng Trình Tường, đạo tổ xem trọng thần tự sắp sinh ra Các đại môn phái nghe nói như thế Tuyên truyền việc này, bọn họ đều là nhân tinh Hiểu rõ ý của đạo tổ, bắt đầu thổi phòng con trai của Ngọc Phi. Nửa năm sau, bên ngoài tông cung vẫn có người đến đây tụ tập, bất quá đều tới triều bái, coi là lại có tiên nhân muốn chuyển thế. Chuyện ma thai cuối cùng vẽ lên dấu chấm tròn. Trong đình viện, Bạch Kỳ cảm khái nói: "Chủ nhân, ngài thật sự lợi hại, chẳng qua là để chúng nó ra đi vòng vòng, thế nhân đã cải biến thành kiến, khó lường." Kim Ô đắc ý nói: "Ai kêu Kim Ô ta đẹp như thế, thần tuấn như thế?" Bạch Kỳ đã kích nói: cái gì kim ô người khác cho rằng ngươi là phượng hoàng thế nhân đồn đãi chính là long phượng mà không phải long cùng kim ô cái gì lẽ nào lại như vậy bọn hắn chưa từng gặp qua phượng hoàng sao phượng hoàng có ba cái móng vuốt ngươi gặp qua phượng hoàng ta kim ô nghẹn lại chỉ có thể tức giận trừng mắt bạch kỳ cơ võ quân thì cười nói thật ra thế nhân xem trọng là đạo tổ nếu không có đạo tổ cái gì chân long cái gì phượng hoàng, võ giả đều sẽ xem bọn hắn như con mồi, bao nhiêu thủy thú trong truyền thuyết đều bị nhân tộc nhân tộc giết ăn. Kim Ô gật đầu, nó trước đó là yến yêu, gặp qua chuyện này. Thái Qua tò mò hỏi: "Người thật hiểm ác như vậy sao?" Cơ Võ Quân nhìn về phía nàng, nói: "Có người tốt, tự nhiên có người xấu, yêu cũng như thế, hung thú cũng như thế, toàn thể nhân tộc vẫn rất tốt, nhân tộc mặc dù sẽ đi săn yêu tộc lại không đuổi tận giết tuyệt, thậm chí sẽ bảo hộ một chút chủng tộc sắp bị diệt sạch. Nhưng nếu trái lại, yêu tộc hận không thể ăn sạch sẽ toàn bộ nhân tộc, dĩ nhiên, bên trong yêu tộc cũng có yêu tốt. Chẳng qua là quá ít. Thái qua như có điều suy nghĩ. Thương Trường Sinh nhìn chầm chầm nàng, âm thầm tò mò. Từ khi rời khỏi đạo giới, Thái Hoa thường xuyên sẽ đi bên vách núi quan sát nhân tộc, luôn là một mình suy nghĩ, bởi vì nàng là tín đồ hương hỏa tử trung, Khương Trường Sinh có thể nghe được tiếng lòng của nàng. Nàng đang quan sát đo lường nhân tộc, nàng tò mò hết thảy hành vi của nhân tộc. Nàng cũng tò mò về yêu tộc, nhưng ngoại trừ sinh linh ra, nàng cũng không có hứng thú. Nếu ban tên cho nàng là Thái Hoa, có muốn dẫn dắt nàng thành là nữ hoa chân chính hay không? Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ. Chợt bỏ đi ý nghĩ này. Sáng tạo chủng tộc. Thế gian nào có nữ hoa nào ở dưới mặt đất? Thái Hoa cũng không phải tu tiên giả. Khương Trường Sinh nhẹ nhẹ cười cười, sau đó tiếp tục luyện công. Những người khác tiếp tục nói chuyện phiếm, mặc dù không có Khương Trường Sinh tham gia, các nàng cũng có thể trò chuyện khí thế ngất trời. Hai năm sau, Duy Nguyên năm 12. Thai Nhi trong bụng Ngọc Phi trọn vẹn thai nén 10 năm cuối cùng sắp ra sinh. Giữa thiên địa cúng lên gió lớn, bàn bạc võ đạo linh khí hướng về tông cung dũng mãnh lao tới, lôi vân bắt đầu tụ tập. Người toàn thành bị kinh động, Bách Tính bắt đầu thu quần áo, võ giả thì chạy đến trên mái hiên quan sát, rất nhanh đã phát hiện tông cung xuất hiện dị thường, nhìn từ đằng xa đi, phía trên tông cung hình thành gió lốc mắt thường có thể thấy. Thần tử muốn giáng sinh. Bọn hắn trong nháy mắt suy nghĩ đến chuyện này. Đệ tử mộ gia đang thủ hộ tông cung cũng khẩn trương lên, xem chiến trận này, sẽ không phải muốn độ lôi kiếp giống như đạo tổ đó chứ. Khương Trường Sinh mở to mắt, nhìn về phía tông cung, trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Hai nhi kia vậy mà tại hấp thu võ đạo linh khí, cũng không phải giống như võ giả chẳng qua là dựa vào võ đạo linh khí tôi thể. Bên trong tông cung, Ngọc Phi nằm ở trên giường, bụng của nàng lớn đến kinh người, rất khoa trương, mặt nàng lộ vẻ thống khổ, bà đỡ, nhà hoàng xung quanh đều chân tay luống cuốn, bởi vì bụng của nàng nóng bỏng đến cực điểm, hai tay của một bà đỡ đều bị nóng nát, tràn đầy bong bóng, đau đến ngất trên mặt đất. Ngọc Phi thống khổ kêu rên, Khương Triệt run run rẩy rẩy đứng ở bên cạnh nàng, cắn răng nói. Các ngươi dậy trẫm đỡ đẻ. Hắn chính là võ giả, mặc dù toàn bộ chân khí đã bị thai nhi hấp thu, nhưng máu thịt mạnh cũng không phải phàm nhân có thể so sánh. Nghe vậy, các bà mụ tiến lên. ầm ầm, Tiếng sấm nổ vang, lôi vân bao phủ vùng trời kinh thành càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đè nén, đáng sợ. Trong đình viện, tất cả mọi người đứng lên, cơ võ quân biến sắc thấp giọng nói lần động tỉnh này thần thể thánh triều sinh ra cũng không từng có dị tượng như thế bạch kỳ kêu lên tiểu ma vương sắp sinh ra rồi cái gì thánh triều thần thể có thể so sánh với huyết mạch của chủ nhân sao cơ võ quân bỗng nhiên ý thức được điểm này thai nhi kia cũng không chỉ kế thừa huyết mạch của trăm loại hung thú còn có huyết mạch của đạo tổ nàng không khỏi nhìn về phía khương trường sinh nhìn thấy khương trường sinh thần sắc bình tĩnh nhìn tông cung Giờ phút này trong bụng Ngọc Phi, thai nhi kia đang tham lam hấp thu võ đạo linh khí, giữa mi tâm hắn có một thụ văn đang lập lòe kim quang, rất có xu thế mở mắt. Một màn này bị Khương Trường Sinh nhìn ở trong mắt. Đại đạo chi nhãn Khác biệt với đại đạo chi nhãn của Khương Tiễn, đại đạo chi nhãn này cũng không phải hấp thu khí vận, chứa đựng khí vận, mà là nhân quả trấn áp trăm loại huyết mạch của thai nhi. Bất kỳ một tồn tại nào đều có mệnh số, thiên số của nó, Hội tụ thành nhân quả vô hình vô sắc, hư vô mờ mịt, khi hai cái tồn tại đơn độc tiếp xúc, nhân quả sẽ tiếp xúc, từ đó sinh ra mệnh số khác biệt, trong lúc vô hình sẽ khiến cho nhân quả thay đổi, trở thành lực lượng nhân quả, đây là một loại tồn tại mà chúng sinh không thể theo dõi. Thuộc về quy tắc thiên địa, giữa thiên địa đều là nhân quả, so với người còn nhiều, còn càng thêm phức tạp hơn. Có nhân thì có quả, đây là lực lượng nhân quả thể hiện, tiếp xúc sinh ra nhân quả, sinh ra biến số. Thân là thái hoang hung thú, cuộc đời của bọn nó tiếp xúc rất nhiều rất nhiều nhân quả, bản thân chúng nó có ẩn chứa khí vận bàn đại, lực lượng nhân quả hội tụ vào một chỗ khó có thể tưởng tượng, chút lực lượng nhân quả này trở ngại huyết mạch dung hợp, đây cũng là nguyên nhân chủng tộc khác biệt rất khó dung hợp sinh ra đời kế tiếp. Nhưng tổng có sẽ phương pháp tránh đi nhân quả. Gần trăm loại huyết mạch dung hợp mang tới nhân quả vô cùng to lớn, nếu không phải Thai Nhi có đại đạo chi nhãn, đã sớm chết yểu ở bên trong bụng mẹ. Mười năm thai ngén, đại đạo chi nhãn đã rất cường đại, thể phách của nó cũng sẽ đáng sợ giống như hung thú ấu niên. Khương Tiễn trấn áp khí vận, tiểu tử này trấn áp nhân quả, không tệ. Khương Trường Sinh yên lặng suy nghĩ, khóe miệng hơi hơi dương lên. Chẳng qua là động tĩnh này quá lớn, có thể hay không hấp dẫn đến tồn tại cường đại bên trong thái hoang. ầm ầm, Lôi minh nổ vang, lôi vân khủng bố bao trùm toàn bộ ti châu, còn đang không ngừng khuếch tán. Thiên địa quy tắc cảm nhận được ngoại tộc chỉ là không có thiên lôi xuất thế. Khương Trường Sinh có thể cảm giác được đây chỉ là dị tượng, cũng không có lôi kiếp thật. Trước mặt quy tắc thiên địa, uy hiếp của tiểu tử này lớn kém xa Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh tồn tại là phá vỡ đạo quy của toàn bộ thế giới võ đạo, uy hiếp mạnh đến quy tắc. Cũng may quy tắc thiên địa cùng cứng nhất như chương trình, chỉ cần Khương Trường Sinh độ kiếp thành công, thiên địa chỉ có thể thôi. Chỗ sâu trong thái hoang, trong dãy núi hai sơn nhạc vĩ ngạn đứng thẳng cách xa nhau không đến mười trường, hình thành một ngọn núi đen kịt cao thẳng vào trong mây thấp vào giữa rừng đột nhiên trong khe hở hắc ám giữa hai ngọn núi sáng lên một con mắt con mắt này cực kỳ tương tự như mắt người dị động như thế chẳng lẽ là vương tộc mới sinh ra cái hướng kia nhân tộc giọng nói lạnh lùng vang lên hắn đang tự hỏi tự trả lời ngay sau đó một đạo thân ảnh từ trong bóng tối bước ra, đây là một tên nam tử người mặc đại bào lông đen, tóc dài rối tung, khuôn mặt lạnh lùng, hoặc nhìn giống như là người, chẳng qua là khí chất của hắn vô cùng âm lãnh. Không đợi tới vương tộc phục sinh, lại chờ đến vương tộc mới, trời trợ giúp ta. Nam tử áo bào đen tự lẩm bẩm, hai mắt nheo lại, đi theo hóa thành một cơn gió đen bao phủ mà đi, cấp tốc tan biến tại chân trời. Cơ võ quân, Bạch Kỳ, Bạch Long, Kim ô đám người đứng trên vách đá, nhìn xuống tông cung phương xa, tông cung bị gió lớn vờn quanh lộ ra đầy âm u. Thái hoa nhìn chầm chầm tông cung, hiếm thấy lộ ra vẻ hưng phấn. Loại cảm giác này là cảm giác ta muốn. Thái hoa thầm suy nghĩ, đột nhiên một cánh tay sờ lên đầu của nàng, nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện là Khương Trường Sinh. Khương Trường Sinh nhìn chầm chầm dưới núi, nói Vạn vật đều có linh, luôn có sự vật cũ tan biến, luôn có sự vật mới sinh ra, chúng sinh đều có ý nghĩa một phần của mình, cảm thụ thật tốt đi. Thái Hoa nghiêm túc gật đầu, cẩn thận suy nghĩ về lời của hắn. Cơ võ quân nghe nói như thế, không khỏi liếc nhìn Thái Hoa. Chẳng lẽ lai lịch của Thái Hoa, Thái Hy không đơn giản. Việc thế thụ liều mạng cũng phải che chở chúng nó, rõ ràng cũng không phải một tộc. Cơ võ quân yên lặng suy đoán, trong lòng mơ hồ đoán được một đáp án. Bên trong tông cung quanh quẩn tiếng Ngọc Phi thống khổ kêu thảm thiết, tiếng cương triệt gầm gừ, rõ ràng rất hỗn loạn. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Càng ngày càng nhiều người tụ tập đến phụ cận tông cung, hoặc đi đến trên đường phố xem dị tượng này, tin tức liên quan tới thần tử sắp sinh ra cấp tốc truyền ra, đếm không hết bạch y vệ lao ra tứ phía, truyền lại tình báo. Qua đi tới nửa canh giờ. Náo động bên trong tông cung hơi ngừng. Ngọc Phi nằm ở trên trên giường, sắc mặt trắng bệch cả người rõ ràng gầy đi rất nhiều như là da bọc xương rất dọa người nàng chật vật mở to mắt nhìn về phía khương triệt đang đưa lưng về phía mình ở một bên giường toàn thân khương triệt run rẩy tầm mắt ngọc phi mơ hồ không có chú ý tới tình huống này nàng hư nhược mở lời bệ hạ để cho ta nhìn nó một cái khương triệt không có trả lời hắn trừng to mắt đầu đầy mồ hôi lạnh hoảng sợ nhìn phía trước bà đỡ nha hoàng xung quanh tất cả đều bị dọa đến ngất đi. Chỉ thấy một bé trai bồng bềnh giữa không trung tối tăm, diện mạo dữ tợn, giữa mi tâm mở to một thụ nhãn, khí diễm màu tím toát ra từ bên trong ba con mắt, che đậy con ngươi, hắn đang nổ lốc bốt mà cười cười, kinh người nhất chính là hai tay của hắn, lại là hai móng vuốt, mọc đầy lân tím, mười ngón tay sắc bén như đạo lưỡi đao. Người đến cùng là đồ vật gì? Khương Triệt chật vật mở miệng hỏi, chẳng biết tại sao, hắn luôn cảm thấy anh nhi này có thể nghe hiểu lời hắn nói. Bé trai không có trả lời, đột nhiên bay lên. Quanh một tiếng. Bầu trời cung điện bị hắn xé mở, hắn như mũi tên bay tới vùng trời kinh thành, ba con mắt bắn ra càng ngày càng nhiều khí diễm màu tím, cấp tốc lượng lờ quanh người, người phụ cận tông cung còn chưa thấy rõ ràng chân thân của hắn, đã thấy sương mù tím quỷ dị khuếch tán ở trên trời. Theo sương mù tím tán đi, một thân ảnh đáng sợ như ẩn như hiện ở bên trong, cấp tốc, tốc biến lớn. Xảy ra chuyện gì? Bạch Kỳ trừng to mắt, kinh ngạc hỏi. Những người khác cũng bị hù dọa, không rõ xảy ra chuyện gì. Khương Trường Sinh mở lời. Thâu thiên thần thuật dung hợp nhiều huyết mạch như vậy, bên trong quá trình tái tạo lên thân thể hắn rất nguy hiểm, thân thể hắn mặc dù không mạnh, nhưng bởi vì hấp thu huyết mạch của một vài khí vận hung chủng, dẫn đến hắn có thiên phú khí vận, có khả năng trưởng khống khí vận như hung thú, chẳng qua không biết hắn nắm giữ là thiên phú thế nào mọi người nghe được lời này càng thêm tò mò rất nhanh sương mù tím khủng bố bao trùm toàn bộ vùng trời kinh thành khương triệt ngẩng đầu nhìn lại thông qua lỗ thủng lớn trên đầu tông cung có thể nhìn thấy một thân ảnh đáng sợ bên trong sương mù màu tím hắn càng ngày càng sợ hãi chuyện hắn lo lắng vẫn phát sinh hắn đều không thể tiếp nhận nhiều huyết mạch như vậy huống chi con của hắn bọn hắn sinh không phải người mà là tà vật. Bệ hạ, trời làm sao biến thành màu tím? Tiếng nói của Ngọc Phi truyền tới từ bên cạnh, Khương Triệt vội vàng đi tới, cho nàng ăn đan dược. Ngọc Phi đã không thể nuốt vào được đan dược, môi khô nứt, nàng lộ ra nụ cười, mong đợi hỏi. Bệ hạ, ta thành công rồi sao? Khương Triệt cố nén bi thống, nói. Thành công, ngươi sinh cho trẫm một đứa con trai tốt, hắn tất nhiên sẽ trở thành kiêu ngạo của đại cảnh. Vậy thì tốt vậy thì tốt nụ cười trên mặt ngọc phi càng thêm sáng lạng khôi phục phong thái tuyệt sắc nghiêng nước nghiêng thành lúc trước nhưng nàng rất nhanh tắt thở sau khi đạt được đáp án như mong muốn khẩu khí mà nàng ráng chống đỡ kia cuối cùng cũng tán đi trào một tiếng ngọc phi tán thành một vũng nước rơi vào trên giường thương triệt cực kỳ thống khổ hắn nhìn về phía bầu trời tự nhủ tổ tông xin nhờ ngài thu thập tàn cuộc cho tử tôn bất hiếu hắn nâng lên tay phải dùng một tia chân khí còn sót lại đập vào trên trán tiếng gãy xương thanh thúy thất khiếu hắn chảy máu đi theo ngã vào bên trong vệt nước trên giường giống như dung hợp cùng ngọc phi đây là điều hắn đã sớm nghĩ kỹ muốn cùng chết với ngọc phi như thế có lẽ bọn hắn sẽ có thể cùng một chỗ đầu thai mặc dù hài hước nhưng trong lòng bọn họ giấu một tia hy vọng xa vời mỹ hảo một đạo thân ảnh xuất hiện tại trong cung điện chính là khương trường sinh hắn nhấc tay khẽ vẫy thu hồn phách của bọn hắn vào trong tay áo đã các ngươi muốn vĩnh viễn ở cùng một chỗ ta thành toàn cho các ngươi khương trường sinh nói khẽ hắn đi theo ngẩng đầu nhìn lại tiểu tử kia đang thôn phệ võ đạo linh khí tạo nên thân thể đây là một loại bản năng cũng không phải hắn cố ý mà làm khương triệt đoán sai trên thực tế con của hắn giống như hài tử bình thường vẫn còn ở trạng thái tỉnh tỉnh mê mê trống một tiếng gầm gừ kinh thiên động địa vang lên bên trong sương mù tím tràn ra ngọn lửa màu tím đáng sợ như là mưa sa mưa như trút nước vẩy xuống toàn bộ kinh thành để vô số người đang xem kinh hoảng thất sắc ánh mắt khương trường sinh ngưng tụ pháp lực bản thân hình thành một vòng bảo hộ màu vàng kim to lớn bảo hộ toàn bộ kinh thành tử diễm hạ xuống đầy trời bị pháp lực triệt tiêu tất cả mọi người thấy một màn này thở dài một hơi yêu ma thân ảnh thật đáng sợ chẳng lẽ là thần tử làm sao có thể tất nhiên không phải hẳn là yêu ma mong muốn trộm đoạt thần tử xác thực người làm sao có thể sinh ra yêu ma khổng lồ như vậy không nghĩ tới yêu ma để mắt tới đại cảnh thần tử của chúng ta vị thần tử này sẽ mạnh bao nhiêu có lẽ hắn xuất sinh để yêu tộc tà ma cảm nhận được cảm giác nguy hiểm võ giả bách tính các nơi trong kinh thành đều đang nghị luận có vòng bảo hộ màu vàng kim bọn hắn không hoảng hốt ngược lại an tâm nhìn trò vui vô tận tử diễm hạ xuống lại là từng đạo hắc lôi đánh xuống cực kỳ cuồng bạo nhưng căn bản trung chuyển không được vòng bảo hộ màu vàng kim thương trường sinh kiên nhẫn chờ đợi rất lâu hắn bay lên chí dương thần quang sau đầu bắn ra cường quang khiến cho hắn trở thành tồn tại chói mắt nhất giữa thiên địa tối tăm. rất nhiều người nhìn thấy hắn lần đầu tiên đã nhận ra thân phận của hắn lúc này có rất nhiều người triều bái đạo tổ dưới cái nhìn soi mói của bọn hắn Khương Trường Sinh bay vào bên trong sương mù tím, rất nhanh đã bay ra ngoài, võ giả cảnh giới cao thấy trong ngực hắn nhiều thêm một hài nhi, sau đó nhìn thấy hắn quay người, nhấc tay áo vung lên. Sương mù tím kịch liệt cuồn cuộn, hình thành khuôn mặt dữ tợn của yêu ma, giống như đang im ắng gào thét, sau đó bị xua tan. Quả nhiên, yêu ma đoạt thần tử, đạo tổ ra tay trừ ma. Khương Trường Sinh ôm hài nhi trở lại bên trong long khởi sơn, kinh thành nhất lên náo động to lớn, lôi vân bao phủ kinh thành cũng bắt đầu tán đi. Mọi người dùng dập vây quanh dò xét bé trai trong ngực hắn, thoạt nhìn không có gì khác bé trai bình thường, chẳng qua là cái tráng thêm một con mắt. A, à, vậy mà giống y như khương tiễn. Bạch kỳ kinh ngạc nói, những người khác động dung, khương tiền thiên tư xuất chúng hạng gì, nhất là con mắt dọc kia, trấn áp khí vận, giúp đỡ không ngừng tôi thể. Kẻ này ẩn chứa huyết mạch của gần trăm loại hung thú, còn kế thừa con mắt thứ ba thiên tư của hắn sẽ đáng sợ ra sao nữa. Nhất động thiên Cơ võ quân nhìn chầm chầm bé trai, tự lẩm bẩm, câu nói này để mọi người lấy lại tinh thần. Thái Hoa nhìn chầm chầm bé trai như có điều suy nghĩ, Thái Hy là bình tĩnh nhất, hắn xưa nay không thích suy nghĩ lung tung. Kẻ này vừa ra đời chính là nhất động thiên. Suy nghĩ kỹ một chút cũng bình thường, dựng dục trong 10 năm, hắn hấp thu toàn bộ chân khí của Khương Triệt, hưởng thụ lấy vô số đang dược do Khương Trường Sinh cung cấp, khi xuất hiện trên đời càng hấp thu võ đạo linh khí khổng lồ, vừa ra đời đã đứng ở mục tiêu cuối cùng mà tuyệt đại đa số phàm nhân khó mà với tới. Khương Trường Sinh nhìn chầm chầm bé trai trong ngực, nói khẽ. Về sau gọi là thiên mệnh đi, Khương Thiên Mệnh. Bối chữ thiên thuộc về thế hệ cùng thời với ông nội kẻ này, nhưng về sau hắn đi theo bên cạnh Khương Trường Sinh, không sinh hoạt chung một chỗ với Khương Gia, hà tất để ý những lễ tục kia. Huống hồ, hắn chính là tổ tông, Hắn muốn làm sao thì cứ làm thế ấy. Thiên mệnh. Cơ Võ Quân nhớ kỹ hai chữ này, ánh mắt sáng lên. Nàng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là thế. Đạo Tổ cũng không phải võ đế, mà là tiên thần nhìn xuống vạn tộc, nhưng con hắn có thể là võ đế. Võ đế xuất thế, có thể làm cho võ giả thế gian ảm đạm phai mờ, không phải là khương thiên mệnh sao? Sinh ra chính là động thiên cảnh, về sau sẽ mạnh bao nhiêu? có lẽ có thượng cổ võ đế vừa xuất sinh đã đến động thiên cảnh như khương thiên mệnh nhưng ở bên trong ghi chép của thánh triều lại là không có võ đế hai vạn năm qua cũng không có thiên tư khoa trương như thế thiên mệnh tên rất hay ha 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 chỉ là bối phận sẽ loạn ngược lại tiếp qua trăm năm hắn bối phận sẽ không còn quan trọng như vậy bối phận cao hơn so với hắn cũng chỉ còn lại có khương tiễn tên rất hay thái hòa thiên tử sinh ra một đứa con trai tốt đáng tiếc Chiêu Tông không có nhìn thấy. Nếu Khương Khánh biết được, chắc sẽ càng thêm tức giận. Mọi người nghị luận ầm ĩ, Khương Trường Sinh thì đưa Khương Thiên Mệnh cho Bạch Kỳ, Bạch Kỳ lúc này dùng hai vuốt tiếp được Khương Thiên Mệnh. Hai tay Khương Thiên Mệnh giống như người bình thường, nhưng thể phách hắn đã thuế biến, khí huyết hắn cường đại, đã có thể so với hung thú. Thái Hoa tự hồ cảm thấy rất hứng thú đối với Khương Thiên Mệnh, tiến tới ôm hắn, cũng làm cho Bạch Kỳ thở dài một hơi. Tiểu tử này còn mạnh hơn nó Nó như thế nào không có áp lực Cũng may Khương Thiên Mệnh đã tiến vào trạng thái ngủ say Thoạt nhìn nhu thuận đáng yêu Rất khó liên tưởng cùng một chỗ với hình bóng yêu ma bao phủ kinh thành lúc trước Khương Trường Sinh vung tay áo Một mình đi ra đình viện Những người khác tuy ngạc nhiên Lại cũng không dám hỏi nhiều Đi đi Trước mắt hắn hiện ra một hàng chữ Duy Nguyên năm 12 Yêu ma huyết mạch đặc thù Khương Thiên Mệnh xuất sinh Tứ loạn kinh thành, Người may mắn kịp thời ra tay, bách tính kinh thành Bình An vượt qua, ngươi thành công sinh tồn dưới sự công kích của Khương Thiên Mệnh, vượt qua một trận sát họa, thu hoạch được sinh tồn ban thưởng, pháp bảo, hàng ma sử. Yêu ma. Đúng thế, Khương Thiên Mệnh nhìn như là người, kỳ thực đã không phải người, không thể định nghĩa chủng tộc của hắn, chỉ có thể dùng yêu ma không rõ ràng đi định nghĩa. Lúc trước Khương Thiên Mệnh phát cuồng thể hiện ra rất nhiều thiên phú của hung thú, bao gồm cả thiên phú của khí vận hung chủng khiến cho khí vận thiên địa phun trào bạo phát đi ra cảm giác áp bách tuyệt không phải nhất động thiên tầm thường có thể so sánh chật chật không nghĩ tới tiểu tử này vừa ra đời đã mang đến cho hắn một món lễ lớn khương trường sinh đã có không ít pháp bảo nhưng hắn sẽ không ngại nhiều đạo tổ nha pháp bảo chắc chắn nhiều vô số kể càng nhiều càng tốt về sau thật xây dựng tiên đạo hắn còn có thể học một ít tam thanh đạo tổ trong thần thoại hoa hạ cho các đồ nhi mượn bảo hoành hành thiên hạ giống như bên trong tây du ký phàm là yêu quái có bối cảnh đều tay cầm pháp bảo của thần tiên tung lên những thần tiên kia vô cùng cường đại đương nhiên nếu thật là như vậy hắn cũng sẽ không mặc dù đồ nhi làm ác khương trường sinh vừa nghĩ một bên đi vào bên trong ngọc cốt thanh trúc lâm hắn đem phóng xuất khương triệt ngọc phi hai hồn phách rơi ở trước mặt hắn từ từ mở mắt bọn hắn vừa nhìn thấy khương trường sinh sửng sốt, vội vàng hành lễ, sau đó nhìn về phía lẫn nhau, có chút kinh ngạc. Ta! Ta không chết! Khương Triệt kinh ngạc nói, hắn lúc này kích động, vô ý thức muốn ôm Ngọc Phi, kết quả hai tay xuyên qua hồn thể của nàng, hồn thể hắn cứng đờ. Ngọc Phi cũng không phân biệt được tình huống, không khỏi khẩn trương lên. Khương Trường Sinh mở lời. Các ngươi đã chết, hiện tại là trạng thái linh hồn. Lời vừa nói ra, Khương Triệt yên lặng, đi theo thu tay lại. Ngọc Phi nhìn về phía Khương Trường Sinh, cẩn thận từng ly từng tí hỏi. "Đạo Tổ, con của ta." "Hắn đã thuận lợi sinh ra, về sau sẽ cùng ở lại bên cạnh ta, ta đã ban tên cho hắn, Thiên Mệnh." Khương Trường Sinh bình tĩnh nói, Ngọc Phi nghe được thở dài một hơi. Khương Triệt thì suy nghĩ cái tên này, đủ để thấy Đạo Tổ rất coi trọng đứa con này của hắn. "Thiên Mệnh." Khương Trường Sinh nói, "Ta cho các ngươi hai lựa chọn." Một là đầu thai, hai là vài địa phủ làm quỷ sai, sau khi đầu thai, các ngươi có thể gặp lại hay không? Rất khó nói, nếu làm quỷ sai tại địa phủ, các ngươi sẽ không thể đầu thai, nhưng cũng có thể một mực đợi ở lại địa phủ, mỗi ngày gặp nhau. Nghe vậy, Ngọc Phi vội vàng nói, "Ta nguyện làm quỷ sai." Nàng nhìn về phía Khương Triệt, không ngừng nháy mắt. Khương Triệt cẩn thận hỏi, "Trừ không cách nào đầu thai, còn có cái giá nào khác không?" địa phủ, nghe cũng không phải nơi đến tốt đẹp. Khương Trường Sinh nói, địa phủ sẽ chúa tể luân hồi thiên cảnh đại lục, là nơi vong hồn quy tụ, đại giới khác, tự nhiên là buồn tẻ vĩnh hằng. Ngọc Phi khuyên nhủ lão tổ có thể hại chúng ta à? Còn không mau đáp úng, chẳng lẽ bệ hạ không muốn cùng ta vĩnh viễn ở một chỗ? Khương Triệt cười khổ nói, ta đi địa phủ, ta đi, ta chỉ muốn tìm hiểu nhiều thêm một chút thôi trở thành quỷ sai, các ngươi về sau cũng có thể trở lại dương gian, thăm con của các ngươi. Khương Trường Sinh nói câu này để cho hai người càng cao hứng hơn. Sau đó bọn hắn đề nghị đến xem Khương Thiên Mệnh, Khương Trường Sinh đồng ý. Hai hồn đi về phía đình viện, Khương Trường Sinh thì đứng tại chỗ chờ đợi. Mạnh như cơ võ quân, cũng không cách nào nhìn trộn đến linh hồn, những tà ma, vong hồn có thể bị thấy trên thế gian đã rời hồn trạng thái khỏi vong, thuộc về không thể đầu thai, không thể siêu sinh ngoại tộc. Khương Trường Sinh thì bắt đầu tiếp nhận truyền thừa hàng ma sử. Hàng ma sử chính là pháp bảo chuyên môn hàng ma, ma này cũng không phải chỉ là ma tộc, phàm là người mang nghiệp lực đều có thể đã kích, nghiệp lực càng sâu, hiệu quả càng mạnh. Nghiệp lực chính là nhân quả sát nghiệp tạo thành, sát lục càng nhiều, nhân quả của kẻ bị giết sẽ quấn ở trên người sát giả, hình thành nghiệp lực, nghiệp lực chính là một chủng loại định nghĩa mà tu tiên giả dành cho nhân quả có chút pháp bảo hoặc công pháp thậm chí có khả năng mượn nhờ nghiệp lực tăng cường đạo tu hành kia thì trái ngược thiên đạo dễ dàng bị thiên khiển còn không tệ mặc dù không so được xạ nhật thần cung kim lân diệu thụ nhưng cũng có một phen tác dụng đặc thù thời gian một nén nhang về sau khương triệt mang theo ngọc phi lưu luyến không rời trở về khương trường sinh vung tay áo đưa bọn hắn vào địa phủ sau đó để hình thủ đi tiếp đãi Đi vào trước địa phủ nhìn vong hồn xếp thành hàng dài, Khương Triệt hai người bị chấn động, nguyên lai like cửu u âm phủ thật tồn tại. Trong lòng bọn họ thấp thỏm, đối mặt lĩnh vực cùng chức trách không biết, bọn hắn tự nhiên lo lắng. Cũng không biết có làm tốt quỷ sai hay không. Bọn hắn một đường đi vào trước địa phủ bỗng nhiên nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc, kinh ngạc. Bệ hạ, đã lâu không gặp. Trương Anh cười ha hả hành lễ, hắn thay đổi quỷ sai phục có một phen uy nghiêm đặc biệt, để Ngọc Phi khẩn trương. Khương Triệt kinh ngạc hỏi. Ngươi làm sao ở chỗ này? Là đạo tổ đề cử ngươi tới. Trương Anh cười nói. Không sai, chúng ta đi vào trước thấy chủ nhân địa phủ à, ta chậm rãi nói với ngài. Hắn nghi người ra hiệu Khương Triệt hai người vào phủ, Khương Triệt hai người bị vong hồn tò mò, phẫn nộ, hoang mang ở xung quanh nhìn soi mói đi vào địa phủ. Xin hỏi chủ nhân địa phủ là ai? Quan hệ với đạo tổ như thế nào? Khương Triệt thấp giọng hỏi. Trương Anh cười nói: "Chủ nhân địa phủ là người quen, bệ hạ chớ có lo lắng địa phủ vốn là đạo tổ mở ra." Nghe vậy, Khương Triệt chấn kinh. Ngọc Phi cũng trừng lớn đôi mắt đẹp. Trương Anh thấy thần sắc của bọn hắn biến hóa, mừng thầm không thôi, lúc trước hắn tới địa phủ cũng chấn kinh như vậy, bây giờ nhìn người khác động dung như vậy, đừng nói, vẫn rất hăng hái. Qua một hồi lâu, Khương Triệt hai người được Trương Anh dẫn đầu gặp được chủ nhân địa phủ. Khương Triệt nhìn thân ảnh uy nghiêm kia, luôn cảm thấy nhìn quen mắt. Hình thủ cười nói. Bệ hạ, đã lâu không gặp. Khương Triệt động dung, kinh hỉ hô. Hình thủ. Hình thủ phụ tá một triều lại một triều hoàng đế, Khương Triệt từ nhỏ đã được hắn bảo vệ lớn lên, tình nghĩa tự nhiên không tầm thường. Hắn trăm triệu không nghĩ tới chủ nhân địa phủ lại là hình thủ, dùng thời gian một đêm khương trường sinh luyện hóa xong cấm chế hàng ma sử toàn thân hàng ma sử hiện lên màu vàng kim đầu dưới hiện ra hình chùi y nhọn ba cạnh đầu trên thì đẹp đẽ hoa lệ tựa như phật đà ngồi xếp bằng nắm hàng ma sử như nắm lấy một thanh dao găm dày nặng vuốt vuốt trong chốc lát hắn ném hàng ma sử vào bên trong cụ linh giới sau đó đi ra phòng ốc sau đó mấy ngày tin tức thần tử đảng sinh truyền khắp thiên hạ còn bao hàm chuyện khương triệt ngọc phi song vong Người trong thiên hạ nghị luận ầm ĩ, đủ loại suy đoán đều có. Thiên tử Khương Lưu nghe nói việc này, điều động bạch y vệ tiến đến thu nạp thi thể Khương Triệt. Cùng tháng, Khương Lưu chiếu cáo thiên hạ, đưa Khương Triệt vào thái miếu, miếu hiệu Minh Tông. Minh Tông một triều, đại cảnh quốc lực cường thịnh, càng thống nhất long mạch đại lục, xây dựng võ đạo thịnh thế trước nay chưa có, công tích đương nhiên sẽ không thấp, mặc dù sau lưng có công lao của đạo tổ nhưng hắn có thể lợi dụng được tầng quan hệ này cũng là công lao nói theo một ý nghĩa nào đó công lao khương triệt không kém hơn cảnh đế các triều đại chẳng qua là trong một triều này của hắn không có gặp được kiếp nạn quá lớn để cho người ta rất khó so sánh cùng thái tông thiên tông dĩ nhiên đây chỉ là cách nhìn của người đương đại địa vị trong sử sách thì tự có hậu nhân kết luận một ngày này khương trường sinh nhìn bạch kỳ hoàng thiên hắc thiên truy đuổi khương thiên mệnh tùy ý bay loạn bắt đầu diễn toán cường giả phụ cận, đây đã là thói quen của hắn. Bên trong phạm vi đại cảnh nhân tộc hoạt động trừ ta ra, người mạnh nhất mạnh bao nhiêu? Vấn đề này bao hàm rất nhiều chỗ thái hoang, bây giờ phạm vi hoạt động của đại cảnh nhân tộc rất lớn. Cần tiêu hao 37000000000 giá trị hương hỏa, có tiếp tục hay không? 3,7 tỷ giá trị hương hỏa là tên kia. Vẻ mặt Khương Trường Sinh chấn động, trong lòng tràn ngập chờ mong muốn tới đánh nhau sao? Hắn tán thần niệm đi, quét ngang thiên cảnh đại lục, cũng không có phát hiện vị kia tồn tại, lại hướng thái hoang, phạm vi càng lớn hơn. Hắn bắt đầu cảm thụ tiếng lòng của nhóm hương hỏa tín đồ, tìm kiếm chỗ dị thường. Thật lâu, hắn vẫn không thể phát hiện vị kia tồn tại, chỉ có thể thôi. Đối phương không có khả năng thần không biết quỷ không hay sang bằng đại cảnh, chỉ khi nào động thủ, Khương Trường Sinh có thể bắt được khí tức của hắn. Khương Trường Sinh nhìn một chút sân nhỏ đang đằng trò, cười cười, sau đó tiếp tục luyện công. Khương Thiên Mệnh xuất hiện để Long Khởi Sơn lần nữa náo nhiệt lên, Bạch Lang, Bạch Long, Kim Ô, Hoàng Thiên, Hắc Thiên đều cả ngày vây quanh chơi với hắn, ngay cả Thái Hoa cũng thỉnh thoảng trông giữ hắn, tuy không có phụ mẫu, nhưng hắn cũng sẽ không thiếu sự yêu thương. Từng sợi ánh nắng xuyên thấu sương mù bao phủ Long Khởi Sơn, rắc vào trong đình viện. Khương Trường Sinh nhắm mắt lại dùng thần niệm đóng trận pháp sương mù long khỏi sơn, để tuổi thơ Khương Thiên Mệnh ở vào bên trong tươi đẹp, bản thân dạng trận pháp này nhìn như không có tác dụng, không có tác dụng tính thực chất. Nhìn thấy long khởi sơn biển hóa, mọi người đều cảm nhận được tâm ý Khương Trường Sinh dành cho Khương Thiên Mệnh. Đạo tổ đã thật lâu không có cưng chiều một người như vậy. Chuyện hậu tán cảnh Minh Tông rất nhanh kết thúc, động tĩnh cũng không lớn, dù sao hắn đã là thiên tử đời trước trước. Bất quá dân gian lại là nhấc lên một trận hồi ức đối với công tích của Minh Tông, thậm chí còn có không ít người đang thảo luận lịch đại hoàng đế là người nào có công tích lớn, đương kim thiên tử mặc dù thích hưởng lạc, lại cũng không có bạc đại bách tính, thậm chí chính sách khai sáng, đây cũng là nguyên nhân bách tính dám nghị luận về hoàng gia. Một mục đến duyên nguyên năm 13, chuyện cảnh Minh Tông và thần tử của hắn mới dần dần lắng lại, người trong thiên hạ bị một chuyện khác hấp dẫn. Thiên tử hạ chiếu, đại kế đến năm nay mở ra Hoang Châu, Hướng về thiên hạ điều động hộ tịch hoang châu, mong muốn kiến thiết một châu, ngoại trừ võ giả mạnh mẽ ra, còn cần số lượng lớn lao động kiến thiết thành trì. Trong lúc nhất thời, thiên hạ phung trào, hộ tịch hoang châu có đại ngộ rất lớn, dẫn đến vô số người mong muốn tham gia, môn phái võ lâm càng điều động người cầm quyền đi thuận thiên thành, mong muốn mặt thấy thiên tử. Thiên cảnh đại lục ở vào rìa Thái Hoang, tuy là Thái Bình, nhưng đối với thế lực võ đạo mà nói là không đủ dùng bọn hắn cần phải đi đến lĩnh vực càng sâu trong thái hoang tìm kiếm tài nguyên bây giờ có thể mượn quốc lực của đại cảnh há không tốt hơn hai năm sau duy nguyên năm mười lăm hoang châu truyền tống trận chính thức mở ra trước mắt chỉ ở thuận thiên thành một năm này khương thiên mệnh đã ba tuổi tuy là ba tuổi nhưng hắn thoạt nhìn không chênh lệch nhiều với bé trai khác chẳng qua càng thêm linh hoạt cũng có thể mở miệng nói tiếng người thân thể không có lớn lên khí huyết của hắn lại một mực tăng cường, nếu luận mỗi về khí lực, trong đình viện ngoại trừ Khương Trường Sinh, bất kỳ người và yêu nào đều không thể so cùng hắn. Vào lúc giữa trưa, Khương Trường Sinh đang luyện đan, Khương Thiên Mệnh mặc cái yếm màu đỏ đi đến trước mặt hắn, kéo một cái ống tay áo của hắn, nải thanh nải khí hỏi. Tổ gia gia, ta cũng muốn ăn. Bạch Kỳ Trừng to mắt, kêu lên. qua nhi ngươi làm sao dám đoạt đan dược với chúng ta, ngươi đã đủ biến thái. Khương Thiên Mệnh quay đầu nhìn về phía nó, làm một cái mặt quỷ, nó dẫn đến nhào tới, hắn cấp tốc nhảy ra, vô luận nó truy đuổi như thế nào, đều bắt không được tiểu gia hỏa này. Khương Trường Sinh nhìn về phía trận truy đuổi này, trên mặt lộ ra mỉm cười, hắn đột nhiên suy nghĩ năm đó hai đoạn thời gian dạy bảo Khương Tử Ngọc, Khương Tú. Thời gian thật sự quá nhanh. Lúc này, Hoàng Thiên lại gần, thận trọng nói: "Chủ nhân, ta và Hắc Thiên lúc nào có thể xuống núi?" Hai con mèo yêu thoạt nhìn nhỏ xíu, trên thực tế đều đã đi đến càng không cảnh, khoảng cách động thiên cảnh cũng không coi là xa xôi, có được sức tự vệ. Từ sau khi Khương Thiên Mệnh xuất hiện, chúng nó thật sâu bị kích thích, trước kia tốc độ phát triển của bọn chúng được cho là nhanh nhất trong sân, nhưng so sánh với Khương Thiên Mệnh, chênh lệch thật sự có chút lớn, cho nên chúng nó suy nghĩ việc hạ sơn, muốn đi thái hoang sông sáo. Bất cứ lúc nào, Khương Trường Sinh nhìn chầm chầm dược đỉnh, nhẹ giọng trả lời. Hoàng Thiên cho rằng mình nghe lầm ngẩn người, sau đó mới kinh hỉ reo hò. Bạch Kỳ Khẩn Trương nói: "Chủ nhân, thật thả chúng nó xuống núi à, ta lo lắng hai đồ đần độn này sẽ chết." Khương Trường Sinh nói: "Dù sao cũng phải cần lịch luyện một phen, nếu chúng nó muốn, cứ để chúng nó đi thôi." Hoàng Thiên đánh thức Hắc Thiên đang ngủ say, thông báo việc này, Hắc Thiên hưng phấn, hai yêu lúc này liền xuống núi, hung hăng không thôi. Khương Thiên mệnh cũng muốn đi cùng bị cơ võ quân cản lại hắn bị cơ võ quân đè giữa không trung dãy dụa làm sao đều dãy dụa không thoát cuối cùng bắt đầu gào khóc đáng tiếc không có người an ủi hắn khương trường sinh sẽ không việc nào đều dung túng hắn thiên tư tiểu tử này đã hết sức đáng sợ lại dung túng về sau tất sẽ lật trời kim ô ghé vào bên trên tường viện nhìn bạch long chiếm cứ một góc sân nhỏ ngủ gật phía dưới tò mò hỏi ngươi nói hai tiểu gia hỏa kia thật có thể trở thành yêu đế Bạch Long nát một cái, mạng bất kinh tâm nói. Nghe chúng nó thổi phòng, không cần mấy năm, chúng nó khẳng định trở về. Nó ngược lại không muốn xuống núi, cũng không muốn thống nhất yêu tộc, nó thậm chí không thích đánh nhau. Cả ngày nghĩ những thứ này không thấy phiền à, không bằng phơi nắng đi ngủ, đây mới là chuyện tốt đẹp nhất trên đời này. Mặt trời chói chang treo cao, dãy núi chập trùng, một đầu sông nhỏ uống lượng xuyên qua dãy núi, hai đầu đều trông không đến phần cuối bờ sông một thiếu niên ở trần đang đứng trung bình tấn đỉnh đầu hai vai hai cánh tay cùng với trên hai đùi đều có một hòn đá màu tím toàn thân hắn run rẩy thở hổn hển mồ hôi trên trán như hạt mưa toát ra giữa mi tâm hắn có một đầu thụ văn được ánh nắng chiếu rọi lộ ra thần thái sáng láng thiếu niên có tướng mạo tuấn tú thể cốt hơi lộ ra gầy gò hắn cắn răng nói sư phụ còn muốn chống bao lâu đồ nhi sắp không chịu được nữa cách đó không xa một nam tử áo bào đen ngồi tĩnh tọa ở bên trên nham thạch, an tĩnh luyện công. Chính là tồn tại thần bí mà trước đó bị vương tộc mới hấp dẫn đi ra. Hắn chính là cửu U Ma Quân, thiên địa đế cảnh tam trọng thiên. Cửu U Ma Quân mắt cũng không trợn, bình tĩnh nói. Lại chống đỡ một canh giờ, hoặc là chống đến ngất đi mới thôi. Thiếu niên nghe xong, vẻ mặt lộ ra đau khổ, chỉ có thể cắn răng kiên trì. Vì di chuyển lực chú ý, hắn không khỏi mở miệng nói chuyện phím. Sư phụ, ngài đến cùng là thần thánh phương nào, ngài là cảnh giới gì, hẳn là động thiên cảnh trong truyền thuyết. Thiếu niên gian nan mà hỏi. Cửu U Ma Quân đạm mạc nói. Xem như thế đi. Trong mắt thiếu niên lộ ra vẻ sùng bái, nói. Phụ hoàng ta đều hết sức tôn kính động thiên cảnh, ta từ nhỏ đã muốn bái cao thủ động thiên cảnh làm thầy, nhưng phụ hoàng không cho, hắn không cho phép chúng ta tập võ, chính là sợ chúng ta vượt qua đại ca, ai, thật ra ta căn bản không có tâm tư tranh đoạt vị trí người kế vị, so với thiên tử, ta càng muốn làm võ giả tiêu giao tự tại hơn. Cửu U Ma quân đang nghe truyện trên TV audio CV không nói tiếp nữa. Đáng giận, ta chẳng qua vụng trộm ra đi săn, vậy mà gặp tập kích, khẳng định là đám vây cánh của đại ca làm ra, nếu không phải tiền bối ngài cứu ta, ta hiện tại đã chết, ai, cho dù chết, phụ hoàng khẳng định không thèm để ý mẫu phi của ta chết sớm, từ nhỏ đến lớn, phụ hoàng đã không có chăm chú nhìn qua ta. Có lẽ hắn đã quên có một vị nhi tử như ta tồn tại. Ta nói với ngài, phụ hoàng ta thật phong lưu, hai năm trước, bên trong thuận thiên thành còn náo ra việc có con riêng, thật sự không hiểu rõ, trong hoàng cung nhiều phi tử như vậy không đủ hắn hưởng lạc à, nhất định phải đi dân gian hái hoa. Chữ bậy thiên tử khương lưu, thiếu niên thao thao bất tuyệt. Cửu U Ma Quân khẽ nhíu mày, trong lòng có chút sốt ruột. Tiểu hài nhân tộc sao ồn ào như thế? Vừa nghĩ tới đại kế trong lòng, hắn chỉ có thể ẩn nhẫn. Không biết đi qua bao lâu, bịch một tiếng, thiếu niên ngã nhào trên đất đã ngất đi. Cửu U Ma Quân đứng dậy, từ trong tay áo móc ra một khối thực vật cùng loại với cây xương rồng cảnh, bóc nát nó, rót vào trong miệng thiếu niên. Tư chất quá kém, quả thực là phế vật, nếu không phải phần khí vận này, ta hà tất phiền toái như thế. Cửu U Ma quân tự lẩm bẩm, hắn đứng dậy, hóa thành một đạo hắc khí, tiêu tán. Đợi thiếu niên tỉnh lại, đã là hoàng hôn, mùi thịt bay vào trong mũi hắn, hắn quay đầu nhìn lại, Cửu U Ma quân đang nướng thịt ở bên cạnh, hắn hưng phấn lên, đứng lên, kết quả bởi vì dùng sức quá mạnh, kéo tới gân cốt toàn thân đau nhức, đau đến nghe răng. "Sư phụ, thơm quá, đây là thịt gì?" "Thịt nguyên lộc, thuộc về hung thú tương đối yếu ớt." thích hợp kẻ yếu như ngươi loại tăng cường thể phách. Sư phụ, ngài đối với ta thật tốt, từ nhỏ đến lớn, ngài là người thứ hai tốt với ta, người thứ nhất là Vương Công Công, bất quá khi còn bé ta không cẩn thận chạy vào trong sân của đại ca, hoàng hậu tức giận, muốn trách phạt ta, Vương Công Công ôm lấy tội lỗi, về sau biến mất, có người nói hắn bị phụ hoàng trục xuất khỏi cung, ai? Khóe miệng cửu U Ma Quân hơi hơi co rúng, tiểu tử này làm sao nói tới nói lui, nói đều là chút chuyện xưa chó má này. Nhìn thấy thiếu niên còn muốn nói tiếp, cửu U Ma Quân không mở miệng không được nói. Ngươi hiểu đại cảnh đạo tổ bao nhiêu? Lúc trước hắn điều động liệt tộc đi đại cảnh, kết quả chết hết, cho nên lần nữa đi vào đại cảnh, hắn không có tùy tiện hành động, đi qua một phen tìm hiểu, hắn biết được người mạnh nhất đại cảnh. Đại cảnh đạo tổ Cho dù võ giả các nước chư hầu ở rì đại cảnh cũng tràn ngập kính sợ đạo tổ. Hắn bây giờ muốn nghe một chút thông tin từ miệng Hoàng Thất Đại Cảnh về đạo tổ. Thiếu Niên nghe xong, càng thêm xúc động, nói: "Đạo tổ à, ta hiểu rõ, ta hiểu rất rõ." Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt nói đến truyền thuyết cùng chuyện xưa của đạo tổ, nói từ lúc đạo tổ lần đầu tiên nổi tiếng. Tại đại cảnh, tin tức truyền lại không tiện, theo thời gian trôi qua, tuyệt đại đa số người đã quên chuyện xưa 200 năm trước của đạo tổ, nhưng Hoàng Thất không có chuyên môn có quan văn ghi lại sử sách, đệ tử hoàng thất từ nhỏ đều phải cưỡng chế học tập. Mặc dù Khương Lưu chỉ muốn thoát khỏi đạo tổ ước thúc cũng cho dòng dõi nghiên cứu từ nhỏ. Khương Lưu không ngốc, hắn chỉ muốn làm hoàng đế tiêu giao, nhưng cũng không muốn chặt đứt quan hệ cùng đạo tổ. Nếu một ngày kia, hoàng thất suy vi, hậu nhân còn có thể nhớ kỹ quan hệ giữa Khương gia cùng đạo tổ, có lẽ còn có thể lại cứu giang sơn của Khương gia. Cửu U Ma Quân nghiêm túc nghe. Khi hắn nghe được trải đậu thành binh, khỏi tử hồi sinh, di chuyển đại lục các chuyện xưa, tâm hắn dần dần chìm vào đáy cốc. Thân là thiên địa đế cảnh, kiến thức của hắn càng càng bao la, nhưng một vài thủ đoạn của đạo tổ khiến cho hắn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Khỏi tử hồi sinh, hắn còn có thể làm, những người kia chẳng qua là giả chết. Nâng lên đại lục đi vào thái hoang. Cái này khiến cho hắn không thể nào hiểu được. Lúc trước hắn còn buồn bực nhân tộc thế nào xuất hiện, miên lai là dạng này tới đơn giản không hợp thói thường khi hắn nghe được thiếu niên nói lên chuyện đạo tổ hóa long hắn lần đầu tiên động dung sư phụ ta đã nói xong đạo tổ có phải tiên nhân dưới nhân gian hay không thiếu niên đắc ý nói đạo tổ chính là người đại cảnh mà lại có quan hệ mật thiết với hoàng thất khương gia hắn tự nhiên lấy làm kiêu ngạo khi nói chuyện hắn đưa tay đi xé xuống một miếng thịt nướng mặc dù nóng nhưng bụng đói kêu vang để hắn không lo được nhiều như vậy. Cửu U Ma Quân yên lặng, không có trả lời. Trong lòng hắn thì lâm vào rung động trước nay chưa có. Không phải Tân Vương tộc đảng sinh ra từ nhân tộc là do đạo tổ sáng tạo đó chứ. Nếu như như thế, đạo tổ có thể sáng lập vương tộc lại phải mạnh bao nhiêu. Quyết tâm của hắn đột nhiên dao động. Nhân tộc, không thể chạm vào. Bất quá hắn không có ý định từ bỏ, có thể đổi một sách lược. Hắn Dương mắt nhìn về phía thiếu niên, ánh mắt trở nên không giống nhau, chậm rãi mở miệng nói. "Khương Diệp tiểu tử, mục tiêu ngươi tập võ là cái gì? Mục tiêu lớn nhất, cứ to gan tưởng tượng." Nghe vậy, thiếu niên tên Khương Diệp ngẩn người, lâm vào trong suy tư. Cửu U Ma Quân cũng không có tận lực dẫn dắt, mà là kiên nhẫn chờ đợi. "Thật lâu." Khương Diệp Dương mắt chân thành nói. "Sư phụ, ta muốn trở thành người cường đại nhất đại cảnh." hắn từ nhỏ đã muốn tập võ, Khương Lưu càng áp chế hắn, hắn càng muốn phản đã trở thành một loại chấp niệm. Cửu U Ma Quân không có đánh kích hắn, mà là bình tĩnh nói. Thế thì chuẩn bị trả giá bằng tính mệnh đi. Khương Diệp không có lo lắng, mà lâm vào trong chờ đợi vô hạn. Hắn đã trải qua sinh tử, cảm giác không có cái gì đáng giá để hắn lại sợ hãi. Ba năm sau, Duy Nguyên năm 18. Khương Thiên Mệnh cuối cùng lớn lên một chút, nhưng cũng chỉ là một chút, hắn 6 tuổi thoạt nhìn chỉ như một tuổi từ đầu xuân năm nay hắn chính thức bắt đầu tập võ do cơ võ quân dạy bảo nàng cảm thấy rất hứng thú đối với tên này nàng rất chờ mong bôi dưỡng được một võ đế cái thế cuối mùa xuân thời tiết mát mẻ dịp tầm địch kiếm thần trở về hai người nhiều năm chưa về bây giờ đều có tiến bộ khác biệt chẳng qua khoảng cách đột phá còn kém một chút khi bọn hắn nhìn thấy khương thiên mệnh đều toát ra vẻ tò mò Tin tức cảnh Minh Tông sinh ra thần tử đã truyền khắp thiên cảnh đại lục, toàn bộ đại cảnh nhân tộc cũng biết việc này, mặc dù rất nhiều người đã trải qua quên đi việc này, nhưng võ lâm một mực lưu truyền truyền thuyết về thần tử, dịp tầm địch hai người ở trên đường trở về tự nhiên từng nghe nói. Chính là tiểu tử này à, ta ngược lại muốn xem xem hắn có bao nhiêu thần. Dịp tầm địch cười nói, tò mò đi tới Khương Thiên Mệnh. Khương Thiên Mệnh lần đầu tiên nhìn thấy người ngoài, có chút khẩn trương, nhìn thấy dịp tầm địch đi về phía mình, hắn lập tức trốn tránh, tựa như kiểu thuấn di xuất hiện sau lưng Khương Trường Sinh. Tốc độ này. Con ngươi dịp tầm địch co rụt lại, kiếm thần cũng bị kinh đến, không lo được chào hỏi Bạch Kỳ, chăm chú nhìn Khương Thiên Mệnh. Chờ một chút. Hắn là động thiên cảnh. Hắn mới bao nhiêu lớn. Dịp tầm địch bỗng nhiên cảm nhận được cái gì, sắc mặt đại biến, khó tin kêu lên. Bạch Kỳ đắc ý cười nói Hắn vừa sinh ra đã là động thiên cảnh ngươi nói thần hay không thần. Nghe vậy, dịp tầm địch, kiếm thần động dung, tất cả đều hoảng sợ nhìn về phía Khương Thiên Mệnh. Vừa đẻ ra đã là động thiên cảnh, đây vẫn còn là người sao. Khương Thiên Mệnh nhìn thấy nét mặt của bọn hắn, không khỏi đưa tay lôi kéo mí mắt, le lưỡi nhăn mặt. Khương Trường Sinh nói, các ngươi trở về, vừa hay, sau này cùng một chỗ dạy bảo hắn đi, đồ đệ dạng này không dễ tìm. Dịp tầm địch, kiếm thần nghe xong, trong nháy mắt hiện ra vẻ kinh hỉ. Tốt! Chúng ta đủ tư cách sao? Hai người khác biệt trả lời, dịp tầm địch hưng phấn, kiếm thần lại có chút lo lắng. Khương Trường Sinh nói. Các ngươi dạy chính là võ đạo, người làm sư phụ, cảnh giới không thể đại biểu hết thảy. Hắn trực tiếp ném Khương Thiên Mệnh sau lưng qua đi, dịp tầm địch vội vàng ôm trợ Khương Thiên Mệnh. Khương Thiên Mệnh 6 tuổi còn mặc cái yếm, tóc buộc trên đầu, lộ ra nhí nha nhí nhảnh, khuôn mặt nhỏ đẹp đẽ rất đáng yêu. Bị Diệp Tầm Địch ôm, hắn dùng sức giải dụa, nhưng Diệp Tầm Địch dù sao cũng là tam động thiên, vận đủ chân khí há lại là hắn có thể đẩy ra. Tiểu tử thúi, chớ lộn xộn, năm đó lão tử ngươi đối mặt ta cũng là khách khách khí khí. Diệp Tầm Địch cười ha hả nói, trong lòng thì kêu khổ. Mẹ nó, Khương Triệt đã sinh ra quái vật gì, khí lực làm sao lớn như vậy? Không vận công, hắn căn bản đè không được Khương Thiên Mệnh, cho dù vận công, hắn cũng bị động đến đau nhất, nhưng vì mặt mũi, hắn cố giả bộ không quan trọng. Khương Thiên Mệnh dừng lại, tò mò hỏi. Ngươi biết phụ thân ta? Diệp tầm địch âm thầm thở dài một hơi, nói. Dĩ nhiên, ta nhìn lấy phụ thân ngươi lớn lên. Hắn bắt đầu thao thao bất tuyệt thổi phòng, Khương Thiên Mệnh nghiêm túc nghe. Khương Trường Sinh cười cười, hắn xem thấu cảm giác quẩn bách của Diệp tầm địch, nhưng không có vạch trần. Cứ như vậy, dịp tầm địch hai người sau khi trở về không xuống núi nữa. Bắt đầu dạy bảo Khương Thiên Mệnh, làm bạn tiểu tử này trưởng thành, Khương Trường Sinh cũng không có bạc đãi bọn hắn, xuất ra máu thịt của bảy đại yêu thánh, để bọn hắn rèn luyện thân thể. Tháng ngày càng thêm náo nhiệt. Một bên khác, Hoang Châu đã triệt để thành lập, rất nhiều võ lâm thế lực gia nhập, khiến cho Hoang Châu cấp tốc cuộc khởi, nếu luận về thực lực võ giả chỉ ở chỗ ghi lại hộ su thế tịch trong sách, đã gần với ti châu đông hải châu tương lai có trở thành đệ nhất châu rất cao hoang châu ở vào thái hoang võ giả ra ngoài đi săn cực kỳ thuận tiện tự nhiên hấp dẫn môn phái võ lâm và thương nhân thuận thiên thành trên kim loan điện phản phản khương lưu đứng ở trước ghế rồng tức giận gào thét văn võ trên điện đều cúi đầu không dám đối mặt khương lưu tức miệng mắng to trẫm bỏ ra bao nhiêu tiền thật vất vả ném ra một hoang châu kết quả một năm tiền lời ngược lại hao tổn nghĩ trẫm là kẻ ngu chi tiêu lớn cái gì cần lại chờ mấy năm truyền tống trận thu lấy tiền đi đâu còn có đất trống thu thuế làm sao chỉ có ngần ấy chẳng lẽ không ai mua tra cho trẫm, tra ra là ai nuốt tiền riêng của trẩm vô luận là ai điều tra ra liên lụy cửu tộc quần thần tâm như hến bất quá rất nhiều đại thần cúi đầu vẻ mặt lại chẳng hề để ý thật lâu tảo triều giải tán khương lưu tức giận trở lại trong ngự thư phòng trần lễ đi theo ở phía sau hai tay đặt ở trong tay áo một bộ tư thái nhàn nhã làm quyền thần phụ tá năm triều hoàng đế hắn có tư cách cùng lực lượng để bày ra tư thái như vậy không cần quá câu nệ khương lưu ngồi xuống tức giận nói lão sư ngươi nói một chút đến cùng là ai đang làm chỗ dựa cho bọn hắn dù sao cũng phải có người dẫn đầu chứ trần lễ nói Bệ hạ mặc dù rời khỏi kinh thành, nhưng dư uy đạo tổ vẫn còn, người trong thiên hạ không dám lỗ mãn, dám dẫn đầu, chắc chắn không sợ ngài, cũng không có sợ đạo tổ. Khương Lưu nhíu mày, hỏi. Đại cảnh còn có người càng rỡ như thế? Trẫm làm sao không biết được? Chẳng lẽ là người của Long Khởi Quang? Không đúng, Long Khởi Quang cũng không có người đi tới Hoang Châu. Trần Lễ lắc đầu. Khương Lưu bất mãn nói. Lão sư, đừng cố làm ra vẻ bí ẩn, trẫm không thích động não. Trần Lễ bất đắc dĩ cười một tiếng, nói. Tự nhiên là dòng họ của ngài, nghe nói bắt cương vương đi hoang châu, mặc dù không phải chủ nhân một châu, nhưng quan hệ cá nhân chặt chẽ cùng châu quân. Khương Lưu nhíu mày, lâm vào trong yên lặng. Trần Lễ nói. Bắc Cương Vương là con trai của Thiên Tông, tư chất võ đạo vô song, bản thân đã là động thiên cảnh, tay cầm hùng binh, hắn giao thiệp trên triều đình có thể càng rộng hơn bệ hạ cho dù bệ hạ muốn động hắn cũng không phải chuyện dễ thái tông có lệnh hoàng thất không được đấu đá nhau bệ hạ muốn giải quyết hắn cần nắm giữ chứng cứ sung túc dùng thế thiên hạ ép hắn bức bách hắn phòng thủ chân mày cương lưu nhíu chặt hơn bởi vì võ đạo cường thịnh dẫn đến dòng họ hoàng thất rất nhiều khí vận thiên tử có tuổi thọ hạn chế nhưng chút dòng họ này chỉ có cảnh giới võ đạo cao là sẽ thu được tuổi thọ càng lâu Bây giờ có rất rất nhiều dòng họ hoàn thất đủ để cho Khương Lưu không thể bày ra uy nghi của thiên tử. Giờ khắc này, Khương Lưu sinh ra cảm giác hoảng sợ. Cứ thế mãi, Giang Sơn Khương Gia nhất định đại loạn, hắn đã cảm nhận được áp lực, huống chi thiên tử đời tiếp theo, thiên tử đời tiếp theo nữa. Trần Lễ không nói gì thêm, nhưng cho thiên tử suy nghĩ. Nào chỉ là dòng họ, còn có quyền thần như ta bực này, hay trực thần, thậm chí tham thần thiên hạ này nào có hoàng triều vĩnh viễn thái bình, nào có hoàng triều vĩnh viễn bất diệt, bệ hạ ơi bệ hạ, ngài nên làm như thế nào? Trần Lễ nhìn chầm chầm Khương Lưu, yên lặng suy nghĩ. Hắn có quyền thế thao thiên, nhưng hắn không thẹn với lương tâm phụ tá thiên tử, nhưng thiên tử thật có thể hoàn toàn tín nhiệm hắn sao? Không thể, hắn đã bị gọt mất quyền lực, hiện tại đã xuất hiện mấy vị đại thần có quyền thế không kém gì hắn. Đây vẫn chỉ là trên triều đình, thiên hạ nhiều châu như vậy, nhiều nước chư hầu như vậy không biết có bao nhiêu người lòng lang dạ thú đang nổi lên tâm tư gì đó trước kia có đạo tổ trấn áp nhưng hôm nay số lần đạo tổ xuất hiện càng ngày càng ít võ đạo đại cảnh lại đang cao tốc phát triển đừng nói đạo tổ có thể một mực thủ hộ đại cảnh hay không thời điểm còn không sớm thì muộn sẽ xuất hiện người muốn khiêu chiến quyền uy của đạo tổ đại cảnh cần thay đổi trần lễ muốn mượn việc này nhìn một chút cương lưu có quyết tâm đi cải thiện hoáng địa hay không Khương Lưu cắn răng nói. Tốt, trẫm phải thật tốt ra bắt cương vương một chút, đều là họ Khương, nhưng trẫm muốn nói cho hắn biết, ai mới là chủ nhân thiên hạ, ai mới là mặt trời duy nhất bao phủ thiên cảnh đại lục. Mặt trần lễ lộ ra vẻ vui mừng. Bắt đầu mùa đông, kinh thành rơi xuống càng nhiều tuyết, để thiên địa lâm vào trong trắng xóa. Khương Trường Sinh nhìn Khương Thiên Mệnh đang đắp người tuyết trong đình viện, tâm tư thì đang ở trên người Khương Tiễn ba người. Khương Tiễn cùng Lâm Hạo Thiên đã liên tục đột phá tới Tam Động Thiên, bọn hắn quyết định lại xông xáo. Mà lần này, Khương Trường Sinh cũng dự định nhập vào thân thể bọn hắn, trợ giúp bọn hắn giết ra ngoài. Mặc dù bọn hắn còn không thể gánh chịu toàn bộ lực lượng của hắn, nhưng hẳn là đủ dùng. Đây cũng là ý chí của chính bọn hắn, gần đây, Lâm Hạo Thiên càng ngày càng lo lắng, ngay cả đại đạo chi nhãn của Khương Tiễn cũng thường xuyên không chịu khống chế, tiếp tục như vậy hậu quả khó mà lường được phía trên hoa nguyên khương tiễn lâm hạo thiên bình an linh phong đang tại phi hành bốn người kéo căng tâm thần bất cứ lúc nào chuẩn bị chiến đấu khi bọn hắn lần nữa đi vào nơi trước đó bị ngăn cản cự chỉ đáng sợ kia xuất hiện lần nữa ngăn cản ở cuối chân trời bốn người sớm đã làm tốt chuẩn bị tiếp tục đi tới bị nhốt ở nơi này đã đủ lâu bọn hắn một khắc cũng không tiếp tục chờ được nữa các ngươi thật muốn tìm chết sao một đạo âm thanh uy nghiêm vang vọng ở giữa đất trời, Khương Tiễn bốn người ngẩng đầu nhìn lại, trong vòng xoáy mây đen đầy trời, một đôi mắt đứng ở trong bóng tối, nhìn xuống bọn hắn, cao cao tại thượng, như đang nhìn xuống sâu kiến trên đất. Lâm Hạo Thiên cả giận nói: "Thì ra ngươi biết nói chuyện, ngươi đến cùng có âm mưu gì?" Ánh mắt thái cổ cự tôn thần bí lạnh lùng như cũ, nói: "Các ngươi nếu không đi về phía trước, còn có thể lại sống thêm 10 năm, nếu hiện tại tiến lên ta sẽ không lại hạ thủ lưu tình. Nghe vậy, Khương Tiền, Lâm Hạo Thiên nhíu mày, Linh Phong khẩn trương đến toàn thân phát trung, bình an thì đang cào cào lồng ngực. Ngươi đều đã nói như vậy, vậy chúng ta chết sớm 10 năm, hay chết muộn 10 năm, có gì khác biệt? Ngược lại đều là chết, còn không bằng buông tay đánh cược một lần. Khương Tiễn lạnh giọng quát, thụ nhãn giữa mi tâm đi theo mở ra, trở nên uy nghiêm như thần. Tam tiên lưỡng nhận đau trong tay hắn phát ra tiếng rung, như rồng ngâm vang lên. Lâm Hạo Thiên cũng chuẩn bị chiến đấu, bình an nhếch miệng cười một tiếng, gỡ xuống sông chùi y từ phía sau lưng. Thái cổ cự tôn cao cao tại thượng lạnh lùng nói. Sống lâu 10 năm, không phải chính là phàm linh các ngươi theo đuổi sao? Tiếng nói vừa ra, cự chỉ như cây cột chống trời ở chân trời đột nhiên tan biến, khương tiễn bốn người cấp tốc né tránh. Nhưng lần này, tốc độ chỉ thái cổ cự tôn rơi xuống vượt xa trước đó, nhanh đến khương tiễn, Lâm Hạo Thiên vừa đột phá tới tam động thiên cũng không kịp tránh né. Quanh một tiếng. Cự chỉ từ trên trời giáng xuống, nhấc lên sóng gió đáng sợ, trung chuyển đại địa, liền không gian cũng vì đó gần sóng. Đại địa lao động, bụi đất tung bay, đếm không hết hài cốt bị cuốn thượng thiên khung, hình thành gió lốc màu trắng, kinh dị mà hùng vĩ. Lâm Hạo Thiên, Bình An, Linh Phong đều bị thổi tung lên không trung, đối mặt sát ý uy áp của thái cổ cự tôn, khí huyết chân khí của bọn hắn gần như ngưng kết không thể động đậy bất quá bọn hắn cũng không có thụ thương chỉ vì khương tiến cản trở một chỉ có thái cổ cự tôn giờ phút này toàn thân khương tiễn lóng lánh ánh sáng trắng khí thế cả người dị thường mạnh mẽ tay trái hắn nắm tam tiên lưỡng nhận đao tay phải dơ cao cách không ngăn cản ngón tay của thái cổ cự tôn khiến cho ngón tay của thái cổ cự tôn không cách nào lại hướng xuống lâm hạo thiên thở dài một hơi hiểu rõ là tiền bối đang phụ thân trên người khương tiễn a à, tiếng thái cổ cự tôn kinh ngạc khó tin vang lên cự chỉ đi theo rút vào bầu trời tan biến trong bóng tối mây đen phía trên khương tiễn không bị khống chế ngẩng đầu nhìn lại hiện tại là khương trường sinh đang thao túng thân thể của hắn hương hỏa thỉnh thần công có thể trực tiếp cung cấp lực lượng cũng có thể trưởng khống thân thể hắn lần này đối mặt thái cổ cự tôn thần bí khương trường sinh quyết định tự mình chiến đấu hắn nước nhìn thái cổ cự tôn cao cao tại thượng không có mở miệng không đúng khí tức của ngươi thay đổi ngươi thể hiện ra lực lượng không nên thuộc về ngươi ngươi đến tục cùng là người phương nào thái cổ cự tôn nhìn xuống khương tiễn lạnh giọng hỏi ánh mắt khương tiễn ngưng tụ trong chốc lát thiên địa kịch biến bốn người chỉ cảm thấy cảm thấy hoa mắt một giây sau bọn hắn đã đi đến phía trên đám mây hết thảy xảy ra quá đột ngột cho dù là lâm hạo thiên từng chiếm được võ đế truyền thừa cũng không kịp phản ứng thần thông cải thiện hoáng địa Khương Trường Sinh dùng thần thông này thay đổi không gian. Lần nữa ngẩng đầu nhìn lại, một thân ảnh khủng bố đang ở phía trên, trong bóng tối chỉ hiển lộ ra nửa người trên, như là hư ảnh, cho dù là hư ảnh, cũng là to lớn khó có thể tưởng tượng. Song đồng thái cổ cự tôn phóng to, rõ ràng bị thần thông của Khương Trường Sinh kinh động đến. Khương Tiễn bỗng nhiên trợn to thụ nhãn, một vệt kim quang đột nhiên bắn ra. Đại đạo chi nhãn. Kim quang chiếu sáng hư không tối tăm, đánh nát không gian, đánh trúng hư ảnh thái cổ cự tôn đối diện. Đây là lực lượng gì? Thái cổ cự tôn đưa tay ngăn cản, nhưng bị thần quan của đại đạo chi nhãn xuyên thủng, hư không tối tâm bị bắn ra một lỗ thủng to tới. Đây chính là pháp lực của đạo pháp tự nhiên công tầng thứ 9, mặc dù Khương Tiễn không thể thể hiện ra toàn bộ lực lượng của Khương Trường Sinh nhưng cũng đủ để làm bị thương thái cổ cự tôn. Trái tim Khương Tiễn run rẩy dữ dội, đại đạo chi nhãn là dùng như thế này đúng lúc này hắn phất tay dùng pháp lực bao lấy lâm hạo thiên bình an linh phong dùng tốc độ cực nhanh lao ra bốn người đối diện bay về phía thái cổ cự tôn xuyên qua hắc ám hư không bị đại đạo chi nhãn xỏ xuyên qua thiên địa thoáng qua bọn hắn xuyên thấu sương mù cuồn cuộn đi vào phía dưới trời xanh lâm hạo thiên quay đầu nhìn lại không khỏi trừng to mắt chỉ thấy sau lưng tràn ngập khói đen che khuất bầu trời mảnh khói đen này bao phủ một khu vực bao la mà bên ngoài khói đen có một thân ảnh vô cùng vĩ ngang, vai cao vạn trượng. Chính là thái cổ cự tôn. Thân hình hắn giống như người, trên người mọc ra vảy màu đen, chỗ khớp nối đều có cốt thứ toát ra, lồng ngực càng mọc ra một cái miệng còn muốn lớn cái đầu, miệng đầy răng nanh, một cái lưỡi dài phân nhánh như cự mãn xoay chuyển, thân thể hắn như là viễn cổ ma thần dừng chân ở giữa thiên địa, đầu đầy tóc trắng tùy ý bay loạn. Mỗi một cây đều giống như khóa sắc động đậy tạo ra sóng gió thái cổ cự tôn nổi giận quay người đánh một quyền về phía khương tiễn bốn người khương trường sinh điều khiển thân thể khương tiễn nâng lên tay phải trong chốc lát một lam kiếm đạo màu lăng không ngưng tụ mà ra dài đến ngàn trượng thế không thể đỡ thẳng hướng thái cổ cự tôn hồn niệm thần kiếm oanh nắm đấm thái cổ cự tôn và hồn niệm thần kiếm chạm vào nhau càng đánh tan hồn niệm thần kiếm nhưng hắn cũng bị chấn động đến lui lại nắm tay phải nứt ra tràn ra dòng máu màu tím sẫm, rơi ở trên mặt đất, đốt cháy rừng cây. Khương Trường Sinh lập tức mang theo bốn người bay về phía chân trời. Thái Cổ Cự Tôn không có đuổi theo, mà cúi đầu nhìn về phía tay phải mình, hắn chau mày, lẩm bẩm nói: "Đây là lực lượng gì? Thân thể hắn cường đại dường nào vậy mà có thể bị dễ dàng xé rách?" Hắn mặc dù tự tin, nhưng trước mắt cũng không dám tùy tiện truy đuổi, chỉ có thể nhìn bọn hắn đi xa. Linh Phong quay đầu nhìn lại, vừa hay nhìn thấy thái cổ cự tôn đứng ở phần cuối đường chân trời lạnh lùng nhìn bọn hắn chầm chầm, có khói đen che trời phụ trợ sau lưng, hắn đáng sợ như vậy, dọa đến Linh Phong rùng mình một cái, vội vàng quay đầu, không còn dám nhìn thêm. Đó là trận pháp. Lâm Hạo Thiên nhìn ra chút manh mối, kinh ngạc hỏi. Khương Tiễn mở miệng nói. Không sai, mặc dù khu vực kia cũng đủ lớn, nhưng bị trận pháp đặc thù ngăn cách, các ngươi không thể cưỡng ép xông ra, các ngươi tìm nhiều năm như vậy, tìm đúng phương hướng vừa lúc là trận nhãn của trận này cho nên hắn mới ngăn cản các ngươi đây là âm thanh của khương trường sinh nghe được đạo âm thanh này lâm hạo thiên khương tiễn cảm thấy an tâm không thôi bình an thì nhếch miệng cười nói sư phụ sư phụ khương trường sinh đưa tay vuốt vuốt đầu của hắn vẫn như cũ duy trì hết tốc độ tiến về phía trước thái cổ cự tôn dù sao cũng là tồn tại kinh cũng chống lại võ đế Khương Trường Sinh chẳng qua là nhập thân, còn không thể tùy tiện tru diệt thái cổ cự tôn, chỉ có thể trước mang theo bọn hắn chạy. Nếu tôn thái cổ cự tôn này xuất hiện ở trước mắt hắn, vậy hắn cũng có thể giết. Một đường bay đi. Không biết đi qua bao lâu, bóng đêm tối xuống, Khương Tiễn bốn người rơi xuống đất, lực lượng Khương Trường Sinh đi theo thối lui. Bốn người rơi vào trong một mảnh núi rừng, Khương Tiễn mất đi lực lượng của Khương Trường Sinh, hai chân mềm nhũng, tê liệt ngồi dưới đất. Lâm Hạo Thiên cười hỏi. Thế nào? Lực lượng của tiền bối như thế nào? Khương Tiễn ngẩng đầu, đầu đầy mồ hôi, hắn thở phì phò, nói. Rất mạnh, ta thậm chí cảm giác có khả năng giết thái cổ cự tôn, chỉ là ta còn chưa đủ mạnh, không thể một mực tiếp nhận lực lượng như vậy tiến hành chiến đấu. Hắn còn dư tình cảnh gia gia dùng con mắt thứ ba của hắn chiến đấu. Hắn sờ lên thụ nhãn của mình. Chẳng lẽ gia gia cũng có con mắt dạng này, vì sao bình thường không nhìn thấy linh phong thận trọng nói thái cổ cự tôn kia có thể đuổi theo hay không lâm hạo thiên nói nếu đuổi theo tiền bối tất nhiên phát giác được bất quá chúng ta cũng không thể phớt lờ có lẽ có nguy hiểm mới hắn đi theo ngồi xuống thở dài ra một hơi mặc kệ như thế nào bọn hắn cuối cùng trốn ra được mẹ nó khốn ở nơi đó bao lâu ta đều sắp quên số năm Mặc kệ như thế nào, chúng ta cũng thay đổi mạnh, không phải sao? Cũng đúng. Khương Tiễn cùng Lâm Hạo Thiên thấp giọng trao đổi, Linh Phong thì cảnh giác nhìn về phía xung quanh, bình an ngáp một cái, dựa vào một cây đại thụ ngồi xuống. Long Khởi Sơn, trong đình viện. Giờ đã là đêm khuya. Khương Trường Sinh đứng dậy, trở lại trong phòng của mình, trước đó hắn đã nhận được nhắc nhở. Duy Nguyên năm 18, cháu của người Khương Tiễn đồ đệ của người bình an cùng với thiên tài ngươi xem trọng lâm hạo thiên gặp phải thái cổ cự tôn tập kích ngươi may mắn kịp thời ra tay chặt đứt một trận nhân quả thu hoạch được sinh tồn ban thưởng thần thông đại đạo hóa hình mặc dù không có đánh giết thái cổ cự tôn nhưng vẫn là thu được sinh tồn ban thưởng nghe tên hẳn là rất không tệ cương trường sinh ngồi ở trên giường bắt đầu tiếp nhận truyền thừa đại đạo hóa hình đại đạo hóa hình cũng không phải là thuật hóa hình mà là một loại ngưng tụ thần thông của mình, pháp thuật thành thần thông siêu nhiên cho một vị trí nào đó của thân thể, nhỏ nhất có thể ngưng tụ thành sợi tóc, cũng có thể ngưng tụ thành đầu, tứ chi, sau khi hóa hình, có thể tự mình sử dụng, cũng có thể giao cho người khác sử dụng. Có thể hoàn toàn thể hiện ra uy năng thần thông. Khương Trường Sinh có thể ngưng tụ các loại thần thông của mình ra sợi tóc, chẳng qua là ngưng tụ, cũng không phải là chuyển di thần thông, nói cách khác, sau khi ngưng tụ bản thể của hắn vẫn có thể thi triển thần thông, rất có ảo diệu của rải đậu thành binh. Đại đạo hóa hình không chỉ trợ giúp người khác thi triển thần thông của mình, bình thường cũng có thể chứa đựng, tỷ như hồn niệm thần kiếm. Nếu tốn hao thời gian nhất định hóa thành 3.000 sợi tóc, lúc lâm chiến, hắn có thể trực tiếp thi triển ra 3.000 đạo hồn niệm thần kiếm, nhưng không có hao tổn pháp lực trong thân thể khi đó. Hạn mức cao nhất của thần thông này cực cao, tương đương với đem thần thông, pháp thuật hóa hình làm vũ khí, tồn trữ để ngày sau thi triển. Ảo diệu vô tận Mặc dù rất không tệ, nhưng Khương Trường Sinh cũng sẽ không ngày ngày thi triển đại đạo hóa hình, dù sao bản thân hắn cũng cần thời gian luyện công. Hắn bắt đầu tiếp nhận truyền thừa các tu luyện đại đạo hóa hình. Hôm sau trời vừa sáng, Khương Trường Sinh đi ra khỏi phòng, đi vào trong sân. Tất cả mọi người không có nghi hoặc, riêng phần mình luyện công, mà Khương Thiên Mệnh còn không có tỉnh, sân nhỏ đang ở trong yên tĩnh. Khương Trường Sinh ngồi dưới tàn cây, bắt đầu tu luyện đại đạo hóa hình. Tu luyện đại đạo hóa hình không có thang thế to lớn, hắn dự định tập trung đại đạo hóa hình ở trên tóc, như thế thì không đáng chú ý, bất quá mong muốn luyện thành, cũng cần tiêu tốn rất nhiều thời gian. Lại một năm qua đi, Duy Nguyên năm 19. Tân Xuân vừa qua. Khương Trường Sinh vừa luyện thành đại đạo hóa hình, hắn chuẩn bị đem hết thảy thần thông mà mình nắm giữ đều hóa hình thành sợi tóc chuẩn bị bất cứ tình huống nào trong khoảng thời gian này khương tiễn bốn người cũng triệt để thoát khỏi thái cổ cự tôn vây nhốt nhưng bọn hắn cách đại cảnh thật sự quá xa xôi trước mắt đang đi theo phương hướng mà khương trường sinh chỉ dẫn lâm hạo thiên cảm khái hắn bỏ ra nhiều năm thời gian như vậy truy tìm đại cảnh không ngờ lại đi tới lần thứ hai thật sự là tạo hóa trêu người đã lạc mất thiên thương lôi ưng nhưng hắn lần này cũng không cô đơn. Một ngày này, Thanh Nhi đến đây bái phỏng. Đạo tổ, Bắc Cương Vương đến đây bái phỏng, ngài muốn gặp sao? Thanh Nhi hỏi. Mắt cương Trường Sinh cũng không trợn, nói. Để cho hắn vào đi. Thanh Nhi gật đầu, quay người rời khỏi. Cơ võ quân nhìn về phía hắn, nói. Bắc Cương Vương là thiên kiêu quyền thế lớn nhất Khương gia, nghe nói không kém hơn Khương Tiễn, trước đây ít năm đã đi đến động thiên cảnh. Diệp tầm địch nhìn chầm chầm Khương Thiên Mệnh đang luyện công, khẽ nói. Hắn chỗ nào xứng so cùng Khương Tiễn, hắn lại không có con mắt thứ ba, ta thừa nhận tư chất của hắn quả thật không tệ, nhưng không coi là mạnh nhất Khương gia, càng không thể so cùng đồ nhi của ta, trăm tuổi ra mặt đã đi đến động thiên cảnh, là rất cao minh, nhưng đây không phải công lao của đạo tổ à. Nếu không phải đạo tổ chuyển đại cảnh đến Thái Hoang, thế nào có nhiều thiên tài tuyệt thế như vậy? nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha